Toyota đã mở rộng sản phẩm Highlander 2022 bằng cách giới thiệu thêm bản Bronze Edition. Hãng xe Nhật Bản cho biết Highlander Bronze Edition sẽ được bán vào cuối năm nay với hai phiên bản là Hybrid XLE và Hybrid Limited. Về ngoại hình, Highlander Bronze Edition có những điểm nhấn là các chi tiết ngoại thất và nội thất màu vàng đồng. Xe được trang bị phun đèn công nghệ LED. So với những đời trước, Highlander từ đời 2021 đã có nhiều thay đổi về thiết kế, tạo cảm giác hiện đại và đúng chất SUV hơn. Bên ngoài là bộ mâm 20 in 5 chấu. Logo Toyota viền màu xanh dương. Phần đuôi của Highlander Bronze Edition không có gì khác biệt với các phiên bản khác. Về nội thất, Toyota tạo điểm nhấn cho phiên bản này với các đường chỉ khâu và da trang trí trên ghế ngồi màu vàng đồng. Các trang bị trong xe không có bất kỳ nâng cấp nào khác, vẫn là cấu hình ghế 223 với ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Về khả năng vận hành, theo doanh nghiệp Việt Nam, Toyota Highlander Bronze Edition 2022 được phát triển dựa trên phiên bản hybrid của Highlander. Xe sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh dung tích 2.5 lít kết hợp cùng hai motor điện. Cả hai loại động cơ sản sinh tổng công suất 243 mã lực. SUV 7 chỗ có cả hệ dẫn động cầu trước và 4 bánh toàn thời gian. Mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp là 6 lít rưỡi trên 100 km. Toyota Highlander Bronze Edition 2022 mở bán từ cuối năm nay nhưng giá chưa được công bố. Được biết, mức giá của phiên bản đặc biệt này nằm giữa hai phiên bản Hybrid XLE 43.135 USD tương đương 994 triệu và Hybrid Limited 47.440 USD khoảng 1 tỷ lẻ 94 triệu. Về chất lượng xe, Toyota là một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Về mặt công nhận quốc tế, hãng Toyota là nhà sản xuất xe hơi duy nhất có mặt trong nhóm top 10 xếp hạng công nhận tên BZ&DZ. Tại thị trường Việt Nam, Toyota Việt Nam là thương hiệu có dãy sản phẩm nhiều nhất và từng có những mẫu xe được xem như là tượng đài, khó có thể lật đổ như Fortuner, Vios. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh khốc liệt đến từ các đối thủ, các mẫu xe của Toyota Việt Nam hiện đang dần mất đi sức hút trên thị trường. Xe cổ.